Alo, vâng, chúng ta cùng quay trở lại với trận thi đấu này. Trận thi đấu đầu tiên giữa cặp đôi Tiểu Long Gunny đối đầu lại với BB và Meo Meo. Và đây là trận thi đấu mà game thủ của Gunny đánh chém với 2 qua sân. Anh đối đầu với nhà của BB. Đây là BB.
Vâng, hai ruộng đã được vẽ ra cạnh nhà của Ui, ba voi kìa, ba cái xác voi và một đống cái con hiều đã chết ở đây. BB đánh cung. Hai lờ luôn. Vâng, hai lờ chạy đều dành cho game thủ ăn đi. Anh vẫn đang đi vào cái khoanh ruộng của nhà của game thủ BB. BB đang về vẫy được rất nhiều ruộng của nhà chính rồi. Đã có 7 cái ruộng xung quanh nhà của BB. Tuổi Long trận thi đấu này thì chúng ta cùng xem là anh đã bị Mèo Mèo chọc chưa. Khi mà tôi thấy Mèo Mèo là một người lên đời cũng rất sớm. Đây là Tuổi Long 22. Vâng, anh đánh chém luôn. Quay lại với game thủ Gunny thôi. Vâng, hai con lạc đà đang phi thẳng và anh có vẩy e trước không anh ơi? Vẩy e! Không, vâng, đấy, tôi bảo rồi anh vẩy e trước và quay gỗ mà không phải bây giờ anh có vẩy. Hai lạc đà sọc vào thì Ubi có lẽ là quẳng hết quay gỗ này, ngon không? Thôi thì quay ra đi ruộng thôi. Khi mà Ubi chưa đóng được sóng nhà VA của mình. Mèo Mèo con lạc đà không bị dò thì đang hết máu dần. Sọc vào, nổ! Vẫn chưa nổ được. Đi ruộng nào. Liệu BB còn bãi gỗ nào khác không? Trên bản đồ chúng ta có thể thấy là nhà BB rất xấu. Có một cái bãi gỗ đấy thôi và bãi gỗ đầu kia. Nổ rồi, vẫn chưa vào được. BB rất nhanh tay. Các vâng, trong cái vòng đấu này thì đã nhốt cả 4 game thủ của mỗi bên vào một phòng kính riêng. Vâng, dù tôi nghe đến mấy nữa thì cũng chả có thanh niên nào ở trong đó nghe được đâu. Các bạn yên tâm. Và bây giờ thì nào, chạy hết sân rồi. Nhanh thế à rời. 27/52 là tham lai của game thủ Gunny. Mèo Mèo vừa tạt sang một tơn để giảm áp lực cho BB, nhưng anh lại chém nhà BL của game thủ của Gunny. Đấy, vâng, phong cách chém nhà của game thủ Văn Lớp. Đây là bãi gỗ thứ hai của game thủ BB. Bãi gỗ đã phải bó nhỏ lại rồi. Bây giờ thì ruộng BB đang phải chạy, không có dân làm ruộng. Có lẽ đạo dân đó sẽ đi ăn hoang. Vẫn ra đều quần, chứng tỏ là có một bãi ăn hoang nào đó ở gần đây thôi. Trong khi đó thì Bình Long thì sao? 31/56 anh đang đôi công với nhà Mèo Mèo. Mèo Mèo một thế nhà mà chống trải không hề bo bế gì cả. Chúng ta có thể thấy. Vâng, đây rồi, khả năng chỗ này là vị trí ăn hoang này. Ăn hoang của ai đó, Mèo BB hoặc là Mèo Mèo. Chúng ta quay lại với Gunny xem nào, anh đã tìm được chưa? Vâng, anh đang vẫn tìm bãi gỗ của thủ BB. Vâng, BB đang có một bãi gỗ phải nói là rất xấu. Nào chơi đi. Vâng, đang tụ cung. Vẫn có một cái gì đó đang ăn hoang ở ngoài của BB. Đạo dân đang làm ruộng chạy đi và không thấy đâu. Hoặc là Mèo Mèo bơm đồ, hoặc là BB đang có bãi quả ăn hoang. Cần phải tìm ngay. Để cho BB tụ được cung cũng rất mệt. Bây giờ thì Mèo Mèo chém vào. Gần chút nút chuột của cái thủ Gunny. Trong khi đó thì anh đang bị bắt dần những con lạc đà ở dưới này. BB bắt đầu đang tụ được cung lại rồi. Không tìm thấy bãi ăn hoang của BB. Thành ra là bây giờ thì BB đang sóc rất đều quân. Đây là Tiểu Long. 37/56 anh vẫn đang rất khỏe. Lờ thứ hai. Con lạc đà bây giờ đang còn đỏ máu thôi. Nhưng mà anh vẫn đang có một số lượng rất đông và có phủ ở nhà. Làm con nào, làm con. Mình xin. Đúng là khi mà vâng, Dũng Con cũng như là Gunny tập trung vào trận đấu thì nó sẽ khác hẳn hoàn toàn so với lúc trước các anh đánh với cả vâng, Vô Thường và Tôm. Thời nãy đánh Vô Thường và Tôm thì Dũng Con cũng như là Gunny ngồi cười từ đầu đến cuối. Chả biết là cười cái gì. Quay lại Gunny nào. Vâng, có nổ không? Có nổ không đây? Không, vậy là sẽ không thể được. BB đã đẩy cung ra rồi. Gunny đang mất dần tham. Không quản được bãi ăn hoang của BB, thành ra bây giờ BB đang rất khỏe. Chúng ta có thể thấy cái chấm vàng đây này. Cái chấm vàng ở trên bản đồ. Đây khả năng là một bãi ăn hoang của thủ BB.
Đây là vị trí này, vị trí con chuột tôi đang chỉ ở đây. Khả năng đây là vị trí bãi quả hoàng hoàng này, cái gì đó hoàng hoàng của Ruby và Ruby sắp được quân. Bây giờ thì Gunny đang mất nhà của mình, chỉ còn lại thì Bảy Long thôi. Tham Lai bên kia đang đè lên. Từ Bảy Long tham 50, rất trâu đặc đà. Đang tìm mèo mèo rồi, không thể chém. Các bạn mới thấy thời điểm này mèo mèo hoàn toàn chơi tay đôi với biết là Từ Bảy Long luôn. Để mà chém chết được mèo mèo rất khó. Con thanh niên này quản dân ở trên map mà la là siêu tốt. Động cái là nghe chạy dần rồi đấy. Thậm chí là lạc đà còn chưa đến nơi thì đã chạy mất cả hình rồi cơ. Là bây giờ chạy đâu? Vậy ế? Vậy? Không vậy. Trong tình huống vừa rồi anh không kịp vậy ế. Lờ thứ ba. Cái ruộng vàng đậm phong cách của chúng con. Chúng ta thì thấy là những phong cách vâng, cái ruộng vẽ theo đúng phong cách ngày xưa của anh. Rất phong khoáng. Bãi gỗ này thủng này, đúng rồi, bãi gỗ thủng rồi, anh bò đi. Rất chính xác. Chân mèo mèo vẫn đang tập thể dục trên bản đồ. Bây giờ xem Bibi sẽ quên xem Gunny xem nào. 16, anh đang đi với đạo này của anh thủ Bibi. Đây chỉ là một đạo cũng nhỏ thôi. Đây mới là cái đạo cũng lớn của Bibi này. Cái đạo cũng mà nó rất to. Có lẽ là Gunny phải bỏ sới thôi. Bán sới mà đi ăn cắp thôi. Thôi bỏ nhà đi, bỏ nhà đi anh ơi. Tham Lai vẫn đánh được, Tiểu Bạch Long vẫn đang rất khỏe. Đây là Tiểu Bạch Long. Chém 4 của Tiểu Bạch Long. Đây là một bãi gỗ nữa. Lọt được không? Có những cơn tách chém thật tinh tế và hiệu quả. Bibi đã phải lôi đạo quân của mình về cứu nhà rồi. Vẫn chưa làm được gì nhiều nhà Bibi. Vâng, chém 4 nâng rồi. Anh đi một cơn quân lỗi. Hỏng rồi, tân quân này khả năng bị bắt mất rồi. Tiểu Bạch Long đang mất dần quân của mình khi đang bị Bibi phải bắt quân. Tạm lại tụt dần xuống là 53/68. Anh đang phải kẹp thêm những con cung R vào nữa. Gắn đi. 7 vẫn cứ dùng thôi, có lẽ khó rồi. Tiểu Bạch Long vẫn đang rất cố gắng. Cái lỗi duy nhất của trận thiếu này đó là do Gunny trong tình huống chém bay ruộng của BB không tìm được đạo dân ăn hoang của BB. Thành ra là BB đang tụ được quân và bây giờ thì Tham nó đè lại. Nhẽ ra trong thời điểm đó thì anh cần phải đi tìm đạo dân ăn hoang của ứng thủ BB để quản dân ăn hoang. BB không có thích thì làm sao anh nở được quân. Mấu chốt ở trận đấu này là như vậy. Còn Tiểu Bạch Long có một trận thi đấu cầm 1L và chém cân được mèo mèo. Và thậm chí bây giờ anh còn khỏe hơn cả mèo mèo. Tham Lai 62. BA thứ hai. Nhưng bây giờ thì bãi gỗ của anh đang bị lọt. Cần vẫn tơ phải e. Tham Lai là 53/64. Còn rất nhiều những game thủ top 1 đánh xong và bây giờ đang ra đây ngồi để cổ vũ game thủ Tiểu Bạch Long và Gunny. Nhưng bây giờ thì chúng ta có thể thấy là trong trận thi đấu này cái thế trận nó đang tuột dần khỏi tay của game thủ Tiểu Bạch Long rồi. Tham Lai của Gunny bây giờ đã không còn nhiều. Tiểu Bạch Long thì đang bị 2v1 ở đây. Rất khó có thể tới được với cái đạo quân này. Cung R của BB đang quá đông. Còn vâng, một nhà 5 con và một nhà có 1 con thôi. Do anh đang quá vội. Thank you.
Tiểu Bạch Long vẫn là 57, anh vẫn đang thủ được nhà của mình. Vâng, đạo cùng Huy vẫn đang đứng ở ngoài và tiểu ra làm gỗ của cầu thủ Tiểu Bạch Long ở trong. Anh vẫn đang hết sức cố gắng. Thế trận vẫn còn đánh được và Tiểu Bạch Long vẫn đang tiếp tục. Anh em có một cơ đi quân vòng và định bắt đạo quân này của Huy. Tôi thấy lực lượng cung này của anh còn hơi ít, sẽ không thể chơi được đạo này. Thôi, có lẽ là nên sung sức của trận tiểu thứ hai thôi. Thế trận nó đã tuột khỏi tay mất rồi. Tiểu Bạch Long và Gandhi đã rất cố gắng. 2-3. Làm lại của thủ Gandhi. Anh đã có lại đạt đà rồi. Tham lai của Tiểu Bạch Long vẫn là 5-2. BB vẫn chưa dám vào. BB vẫn đứng ở ngoài thôi. Còn tân quân tiếp theo. Tân quân này là một tân quân khá to của BB nữa. Khó rồi. Dù Gunny đang nở nhưng mà vâng, BB và Mèo Mèo đang rất khó. Hy vọng vẫn đang còn nhưng nó là mong manh. Nếu như không có tên sai lầm trong tên không quản dân của cầu thủ Gunny thì có lẽ trận đấu này nó sẽ khác hoàn toàn rồi. Bây giờ thì BB bắt đầu sộc vào. Có lẽ là tuần trước thì anh đợi là những con cung đơ mình có giáp 4 thôi. Và khi có giáp 4 rồi anh sộc thẳng vào nhà của cầu thủ Tiểu Bạch Long và đứng ở đây. Đứng ở vị trí mà rất nhức nhối. Không ổn rồi, đi sai thôi. Tỷ số là 1-0 cho cặp đôi BB và Mèo Mèo.